công an phường Ngọc Khánh để xử lý. Từ đợt Covid đến giờ là con nó chưa đi ra khỏi nhà nên là hôm nay là đi đến đây nó rất vui, phấn khích. Ở công viên này chưa bao giờ thấy đông như này. Thực ra thì mệt mỏi thì cũng một phần thôi nhưng mà vui là chính. Tại vì mọi người lâu ngày được nghỉ dài nên là cũng không thấy mệt. Mới Covid xong ấy, xong rồi bây giờ mọi người đi chơi ấy, thì em thấy rất là vui ạ. Kiểu lâu lắm rồi mình lại lấy lại được cảm giác này ấy. Trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5, Vườn Thú Hà Nội dự kiến đón khoảng trên 150.000 lượt khách đến tham quan Vườn Thú Hà Nội. Chúng tôi đã có triển khai xây dựng kế hoạch tổng thể để phục vụ nhân dân đến tham quan, đảm bảo chu đáo và an toàn. Tưởng là lễ ta đi nghỉ nhà, ta đi chơi đi lập khác đi, đâu nghĩ lên đây đông dữ. Lên chỗ coi vườn thú bên kia thì hầu như là chen chúc nhau mà, cho nên đi lẹ. Đông đúc quá thì cũng không có gây cho mình cảm giác khó chịu, tại vì ở trong đây có nhiều khoảng xanh nên là nó lấn át được cái không khí nóng nực cục bộ giữa trời Sài Gòn. Lâu lắm mình mới có được cái cảm giác mà thành phố Hồ Chí Minh mình đã trở lại cái hành động như vậy. Cảm giác mình rất là hào hứng, rất là ok. Mọi thứ mình cảm thấy là nói chung là hôm nay là happy. Mình nghĩ là mình người ở Sài Gòn thì mình sẽ đi ở trong cái khu vực của mình trước. Và cái thứ hai là cũng là muốn cho mấy đứa nhỏ đi tham khảo được những cái con thú mà những đứa bé từ lúc trước tới giờ thì hầu như là không có được là thấy hiện thực. Thì bây giờ sẽ được thấy hiện thực thì nó sẽ hay hơn. Thì ví dụ một ngày lễ thì mình chơi tại Sài Gòn mình cũng là một cái điều thú vị mà. Đâu nhất thiết là mình phải đi ra ngoài xa.